Anh ta mỗi lần chặt tre đều chỉ chặt 3 nhát, lúc vác về nhà còn cố tình thở hổn hển. Mỗi lần bị đẩy xuống vách núi cũng chỉ có thể mỉm cười đối mặt, thậm chí bị người ta cầm dao chém cũng chỉ có thể nuốt cơn giận vào trong. Thảm hại hơn là mỗi khi ăn lẩu cũng chỉ dám ăn rau, buổi tối đi ngủ còn bị người khác nhìn lén, ngủ say quá còn bị người ta đánh đập một trận. Ngay cả mẹ cũng ghét bỏ anh ta, bị bạt tai như cơm bữa. Quỳ xuống, thật là một kẻ nhu nhược, trước mặt con trai bị đánh hộc máu cũng chỉ đành nhẫn nhịn. Mà cái tên phế vật này, anh ta chính là đương gia Đường Long, làm người ta nghe tên liền khiếp sợ. Anh ta vốn dĩ ghét cuộc sống giang hồ, đổi tên là Lưu Kim Hỷ, đến thôn Lưu gia ở ẩn 10 năm, đến nay lại bị hai tên cướp đánh. Chúng ta đến lấy tiền. Là đến mua giấy đúng không? Chúng ta qua đây lấy tiền. Có Trần Điệp không? Chúng ta đến là lấy tiền đó. Nghe không hiểu sao? Ông chủ nhất thời hiểu được, vội vàng thu dọn tiền trên bàn, ở em thầm lấy gậy ra, liều mạng đánh cướp nhưng không ngờ lại bị chúng giữ được. Tiểu nhị nhìn thấy vội vàng cầm dao ra giúp đỡ, lại bị hắn ta đá bay. Rất rõ ràng, hai tên cướp võ công phi phàm mà rất vô nhân tính, đến một bà lão bọn chúng cũng không tha, thật là xuất sinh. Lưu Kim Hỷ bên cạnh tinh thần phức tạp, anh ta chỉ muốn sống những ngày tháng yên ổn, không muốn nhúng tay vào giang hồ. Nhưng nhìn thấy ông chủ sắp bị đánh chết, anh ta vẫn không nhịn được mà xông lên. Chỉ thấy anh ta liều mạng ôm chặt lấy tên cướp, đập vào tủ. Tên cướp liều mạng muốn vùng vẫy, không ngờ lại bị Lưu Kim Hỷ đánh. Tên đàn em nhìn thấy vội vàng lên trước giúp đỡ, nhưng không ngờ lại chém vào lưng đồng bọn. Mày chém nhầm rồi. Sau đó đồng bọn điên cuồng chém, đều bị Lưu Kim Hỷ tránh được. Đao cuối cùng bị chặt kẹt trên cột, nửa ngày cũng không rút ra được. Dưới tình hình gấp gáp rút kiếm của lão đại, cắt mất tai đi. Lão đại vốn là tên thối nát, đường đường là cướp lại bị giữ lại. Bây giờ lại bị đàn em mình chém tai, trực tiếp bay đến đá hắn ra xa. Sau khi trải qua bao hiệp cuối cùng cũng thoát ra được, đàn em lại bị giết chết. Khủng bố này chết vẫn không hết tội. Sau đó căn phòng bị Lưu Kim Hỷ và lão đại làm hỏng cùng nhau rơi xuống nước. Hai người đánh qua đánh lại xung quanh đều là hoa nước. Lão đại bị Lưu Kim Hỷ đánh cho dập người, một đấm mất mạng ngã vào trong nước. Đúng là sư phụ đánh loạn cũng chết. Tuần Bồ Từ Bách Cửu rất nhanh đã nhận ra thân phận của tên cướp. Tên hắn ta là Diêm Đông Thăng, lạm sát giết người vô tội, không có nhân tính, là một tên tội phạm lớn. Nhưng người này võ công cao cường, lại chết trong tay Lưu Kim Hỷ không biết võ công. Điều này không ngờ thu hút sự nghi ngờ của Từ Bách Cửu. Từ Bách Cửu đến hiện trường án mạng, phát hiện bình rượu bị vỡ, bên trong còn phát hiện cái răng. Lưu Kim Hỷ không biết võ công làm sao lại giết được Diêm Đông Thăng võ công cao cường chứ. Anh ta xuống dưới hồ nước nhớ đến cách Diêm Đông Thăng chết, nghi ngờ trong nước có độc. Anh ta liền thử nhưng không có vấn đề gì hết. Sau đó anh ta đến quán rượu hỏi ông chủ, đây mới biết Lưu Kim Hỷ không phải họ Lưu mà là họ Cung. Ngày trước làm kẻ sát sinh mà Lưu Kim Hỷ đến Quỷ Hoàn cũng không biết, còn dám nói mình là Kinh Châu. Điều này càng làm cho Từ Bách Cửu nghi ngờ thân thế của Lưu Kim Hỷ. Thế là lại lần nữa kiểm tra thi thể của lão nhị, cũng là mắt bị đục máu. Dựa theo kinh nghiệm của Từ Bách Cửu, ba người có thể làm được. Phong Nhật Thọ, người của Trạch Mộ, Thanh Hà, từng là Trạng Nguyên Võ Lâm, tính cách tàn nhẫn bị cắt chức. Thiên Kim Đao, Triệu Nhất Quảng, với danh kim trong mắt. Bổ Nguyên, đao pháp nhập thần, trời sinh hung ác, thích cắt động mạch người hút khô máu, còn để đầu của người chết vào trong nồi lẩu. Vậy Lưu Kim Hỷ rốt cuộc là ai đây? Không cần đâu, nàng cũng biết ta không thích mùi tanh của bong bóng cá. A Ngọc chuẩn bị 20 cái bong bóng cá, muốn trả công cho Kim Hỷ ban ngày đánh được cướp. Nhưng bổ đầu Từ Bách Cửu lại nghi ngờ Lưu Kim Hỷ giả lợn ăn hổ. Thế là buổi tối vào phòng đợi, ông chủ còn khen hắn là bổ đầu tốt, liền mời hắn ăn cơm, nhưng Từ Bách Cửu lại từ chối. Bởi vì hắn ta cho rằng cơ thể chỉ là lớp da thối, một kim đâm xuống sẽ trúng giữa, áp chế đi động tình tâm. Một kim đâm xuống giữa cổ khắc chế kịch độc trong cơ thể ta. Ta trị bệnh cho cơ thể của ta và điểm yếu trên tính cách của ta. Anh ta từng rất nhân từ tha cho con của một tội phạm, nhưng đứa bé đó lúc nấu ăn lại bỏ độc vào dẫn tới bố mẹ nuôi bị độc chết. Cho nên anh ta liền xuất hiện nhân cách thứ hai. Anh ta cảm thấy nhân tính không đáng dựa dẫm, chỉ có pháp luật và chứng cứ mới không gạt người. Ngày hôm sau, Từ Bách Cửu đến nhà Lưu Kim Hỷ, nhưng chỉ có A Ngọc ở nhà. Nhìn thấy Từ Bách Cửu không ngừng ho lên, A Ngọc vội vàng nấu cháo cho anh ta. Trong lúc rảnh rỗi biết được, 4 năm trước A Ngọc mang thai Tiểu Thiên, cầu xin tộc trưởng viết tên Lưu Kim Hỷ vào tộc phổ. Sau đó Từ Bách Cửu hỏi hai người quen nhau như nào. A Ngọc nhớ đến lúc đầu giặt quần áo bên sông, Lưu Kim Hỷ đi qua thôn Trang, nói là cãi nhau với người nhà, mà chồng A Ngọc cũng ruồng bỏ mình và Phương Chính, lấy đi tất cả tiền, cùng người phụ nữ khác bỏ chạy. Vì để trả lại nguyên vụ trường gây án, Từ Bách Cửu gọi Lưu Kim Hỷ đến quán, hỏi anh ta làm sao ôm được Diêm Đông Thăng. Lưu Kim Hỷ không nghĩ nhiều, sau đó bắt đầu diễn kịch. Mắt của Từ Bách Cửu giống như lắp camera vậy, nhìn thấy tất cả những gì xảy ra. Hóa ra Diêm Đông Thăng lúc đó không thể thoát ra khỏi Lưu Kim Hỷ được. Sau đó hỏi tại làm sao lại bị rơi xuống, là đồng bọn chặt xuống, bà cô cũng bổ sung đạo cụ, tự mình chặt người mình. Hóa ra Lưu Kim Hỷ nâng đầu của Diêm Đông Thăng lên. Tên lùn đó làm sao chết? Từ Bách Cửu hai mắt cay độc, thuận nước đẩy thuyền, hai tay hướng tấm gỗ mượn lực, lật người linh hoạt, toàn thân bay lên, chuẩn bị đại khai sát giới. Chỉ nhìn thấy Lưu Kim Hỷ đóng cửa sổ lại,
đánh Diêm Đông Thăng tìm răng dưới đất mà dao của đồng bọn không chém nổi anh ta. Ngươi điểm vân môn đạo của hắn, hình thành tác động mạch, kéo dài mạch máu trực tiếp thông đến tim, mạch máu tức tràn vào trong huyết quản, máu không thông, tim ngừng đập, Từ Bách Cửu lại lần nữa hồi thần, dọa toát mồ hôi. Lưu Kim Hỷ đang ngốc nghếch cười với mình, sau đó đến bên bờ hồ, tôi liều mạng với hắn, liều mạng, liều với hắn. Tôi cũng không biết bơi, hóa ra Lưu Kim Hỷ cố ý kéo Diêm Đông Thăng vào trong hồ, lợi dụng nước ép lực của hắn, cuối cùng một đấm mạnh. Đánh vào mạch thái dương của Diêm Đông Thăng, một chiêu thâm độc, rõ ràng chính là giết người diệt khẩu. Người rốt cuộc là ai? Ta mệnh lớn sao? Ngày mai gặp. Lưu Kim Hỷ mặt ngơ ngác, do Lưu Kim Hỷ thành anh hùng diệt cướp, trưởng lão trong thôn rất biểu dương A Ngọc, mà con của Lưu Kim Hỷ Phương Chính cũng đã 12 tuổi, qua mấy ngày nữa là đến lễ trưởng thành, A Ngọc sau này cũng có thể hưởng phúc rồi. Đây cũng chính là lúc hạnh phúc nhất của mỗi cha mẹ. Hôm nay Lưu Kim Hỷ đang chặt trúc, lúc phát trúc về, Từ Bách Cửu phân tích, số hô hấp phải đạt trên 10, nhưng sau đây chỉ có 2, không thể nào. Sau đó muốn thử Lưu Kim Hỷ, tôi giúp cậu, cứu mạng. Hắn ta từ nơi cao như vậy rơi xuống, trọng lượng nhanh chóng rơi xuống. Cái cây đó không thể nào chịu đựng được, trừ khi trọng lượng còn có chất lượng, mật độ, trọng lượng của anh ta thêm tốc độ. Nhất định phải loại bỏ độ nhẹ của không khí, mới không thể rơi xuống được. Nhưng không khí chỉ có 1% thể trọng của hắn ta. Trừ khi chất lượng có thể kịp thời biến hóa, đó chính là khinh công. Từ Bách Cửu không ngừng thám thính Lưu Kim Hỷ. Quả nhiên lại bị hắn ta phát hiện, Lưu Kim Hỷ không thể là người sát sinh được. Anh ta chắc chắn là cao thủ tuyệt thế, nếu không căn bản không thể nào tay không giết chết hai tên cướp võ công cao cường được.